tập 27. Bé Thành nó sắp khai giảng rồi. Ngày mai hai bà cháu sẽ trở về. Được. Bà ơi, con không muốn đi. Bà cũng không muốn đi đâu. Nhưng mà con sắp khai giảng rồi, phải đi học chứ, đúng không con? Dạ được rồi, chán quá. Đi học thì có gì mà chán chứ, hả? Thì ngu à. Trước khi đi, mẹ muốn mời mấy người bạn của con ăn bữa cơm. Hôm đó trong buổi tiệc sinh nhật của cô bé đó, chưa ngồi lại nói chuyện với mọi người, mấy bữa nay cứ ở trong nhà miết. Quả thật mẹ muốn gặp mấy người bạn của con, nói chuyện chơi cho khuây khỏa. Được chứ, không hề gì. Con cũng đi, con cũng đi, con muốn đi ăn pizza. Thôi, bé Thành đừng đòi đi theo chứ, còn ngoan ngoãn ở nhà chơi với mẹ. Lần này về rồi, không chừng là mấy tháng nữa cũng không được gặp mặt đâu. Dạ. Phải đó. Bé Thành à, con ngoan ngoãn ở nhà với mẹ nha. Dạ được rồi. Làm thì ngu và Thượng Hoàng Tuệ đã xảy ra chuyện. Người biết chuyện đều có mặt ở đây rồi. Bác cảm ơn các con. Trong những ngày tháng con trai của bác đau khổ nhất, khó vượt qua nhất, các con đã quan tâm nó. Làm thì ngu cũng đã kể cho bác nghe rồi. Quả thật bác rất mong là một bà già như bác cũng có được những người bạn như các con. Nói như kiểu của giới trẻ các con, sảng khoái biết bao nhiêu. Cháu nội sắp khai giảng rồi, bác phải đi. Trước khi bác rời đi, bác muốn gặp mặt các con, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Thượng Quan Tuệ đúng là mặt dày. Nếu như bác không có đứa cháu nội, con trai bác không ly hôn với nó, bác cũng không đồng ý bác sẽ lấy dao ép cô ta ly hôn. Mẹ, mẹ nói chuyện này làm cái gì? Không có lợi cho ổn định đoàn kết. Tại sao không thể nói? Con trai của bác đã chịu thiệt thôi, mẹ chửi đóng thôi cũng không được sao? Đúng đúng đúng, làm thì ngu. Anh đừng chạy ngang chứ, để cho bác gái nói đã. Đúng, bác gái, bác chửi thoải mái, bác muốn chửi thế nào cứ chửi thế đó. Loại người như Thượng Quan Tuệ nên chửi. Hả? Con à, con nói những lời này bác cũng biết. Con chỉ muốn trong lòng bác thấy thoải mái. Nhưng mà thật ra Thượng Quan Tuệ này cũng không thể nói là người xấu. Vào cái thời chúng tôi còn trẻ, giết người phóng hỏa, trộm gà bắt chó, cướp giật hát xướng đều là người xấu. Nhưng mà thời đại này lại khác. Chuyện giữa nam nữ với nhau có một từ mới là tình cảm thay đổi. Phải khoan dung thấu hiểu. Nhưng dù có thay đổi thế nào, tiêu chuẩn đánh giá của tôi vẫn không thay đổi. Nhìn thế nào, tôi cũng không thể nói cô con dâu trước này của tôi là một người xấu. Tôi muốn nói là các con đừng hận nó, hả? Không đâu, không đâu. Tụi con làm sao hận được chứ? Nói thật lòng, tụi con với Thượng Quan Tuệ cũng không thân thiết cho lắm. Tụi con với Lam Thiên Ngu con trai bác là bạn bè rất thân đó. Bạch Đại Dũng nói rất đúng. À, bác à, Bạch Chí Dũng. À đúng đúng, Bạch Chí Dũng. Con nói rất đúng. Bạn bè, xảy ra chuyện như vậy rồi, bạn bè là quan trọng nhất. Nếu như không có mấy người bạn như các con thì con trai của bác có lẽ đã không cầm cự nữa rồi. Không biết chừng là nó đã gục ngã rồi đó. Các con đều là bạn tốt của con trai bác, bạn bè thì nên làm gì đây? Bạn bè không phải là lúc ta tốt đẹp, lúc ta thuận lợi lượn tới lượn lui ở trước mặt chúng ta ăn uống nói cười vui vẻ. Không phải. Bạn bè là lúc ta
gặp chuyện khó khăn, gặp chuyện khổ sở, lúc nửa thân ta đã treo lơ lửng ở trên bờ vực, rồi kịp thời tới đưa tay kéo ta quay trở lại. Bạn bè, khi xảy ra chuyện, khi ta gặp hoạn nạn, xuất hiện giúp ta, bạn bè chính là dùng để cùng chia sẻ. Chuyện hai đứa nó đã giấu hai vợ chồng già này, cũng giấu cháu nội thời gian dài như vậy, tôi cũng biết trong lòng của Lam Thiên Ngu chắc chắn không dễ chịu gì. Tôi cũng biết là trong khoảng thời gian vừa qua, nó đã gây ra không ít rắc rối cho mọi người. Nhưng biết làm sao đây, tiếp tục vất vả, tiếp tục giấu thôi. Để bà già này cũng tham gia vào đội ngũ che giấu cùng với mọi người vậy. Có thêm một người chia sẻ nỗi dày dò thương tâm này, có thêm một người giúp Lam Thiên Ngu khuyên nhủ góp ý, có thêm một người ở bên con trai bác tâm tình cho khuây khỏa. Có lẽ nỗi bức bách trong lòng của con trai bác sẽ được giảm nhẹ một chút. Vậy là được rồi, đã biết đủ rồi. Mong mọi người hãy tiếp tục giúp nó, nhưng xin đừng chê nó phiền. Vất vả cho mọi người rồi. Bác à, nếu đã là bạn bè, chia sẻ nhiều hơn vậy. Nào, mọi người vất vả rồi. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Ngồi xuống đi các con. Mẹ, so với tưởng tượng thì mẹ tôi kiên cường, thấu tình đạt lý hơn. Cũng tốt, ít ra sau này không cần giấu mẹ nữa. Các loại áp lực trong lòng anh xem như bớt đi một loại rồi. Nhưng bây giờ tôi lại rất đau lòng cho mẹ tôi. Áp lực của tôi đúng là bớt đi một chút, nhưng đều chạy qua chỗ mẹ tôi rồi. Thật tội nghiệp cho mẹ tôi. Còn con trai, con trai anh không phát giác gì chứ? Hình như là có đó. Hôm qua con trai tôi còn nói với tôi, lần này nó về nhà phát hiện tôi đặc biệt khách sáo với nó. Phát hiện tôi và mẹ nó cũng đặc biệt rất là khách sáo, không như trước đây nữa. Lại làm tôi sợ toát mồ hôi hột luôn. Anh đừng có xem thường IQ của đứa trẻ 7 tuổi. Không sai, thằng nhóc con này trưởng thành rồi. Con trai trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi đó, cũng biết cách làm cho ba mẹ vui lòng rồi. Đúng rồi, chuyện chúng ta ly hôn cứ tiếp tục giấu nó như vậy hay sao? Mẹ của anh có nói gì không? Không sao, em có thể tiếp tục gọi bà là mẹ, anh sẽ không để bụng đâu. Thật là ngại quá, nhất thời em vẫn chưa sửa được xưng hô. Ý kiến của anh và mẹ đều là giấu.
giấu tới khi không giấu được nữa. Chuyện này thật quá tàn khốc. Đợi nó trưởng thành rồi, có năng lực chịu đựng rồi, tới lúc biết hiểu cho ba mẹ rồi mới nói vậy. Lý do việc ly hôn có thể để nó cả đời này cũng không biết được. Chuyện của Tần Phong, em xin lỗi anh. Đừng nói xin lỗi nữa. Dù gì cũng từng là vợ chồng. Khách sáo. Đói rồi hả? Anh vào nấu cơm cho em. Thôi đừng, không cần đâu. Em muốn ngồi một mình. Anh đi tìm Âu Hiểu Âu, hẹn hò tiếp đi nha. Khoảng thời gian này mẹ của anh và con trai ở đây, anh ngày ngày nhốt mình ở trong nhà, chắc chắn là tâm trạng không tốt. Anh cứ ra ngoài khoai khỏa đi. Nhưng hôm nay... Em biết mà. Em cũng biết hôm nay là ngày gì. Em không quên. Nhưng mà em chỉ muốn một mình yên tĩnh mà thôi. Được. Hôm nay tâm trạng không tốt, có tâm sự sao? Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của anh và Thượng Quan Tuệ. Ly hôn rồi tới ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người, em không có kinh nghiệm, không biết là nên khuyên anh thế nào nữa. Không cần khuyên. Một năm rồi, 365 ngày, thay đổi chóng mặt rồi. Dùng từ này để nói về anh chuẩn xác không còn gì bằng. Vậy hôm nay tại sao anh lại không ở bên cạnh Thượng Quan Tuệ? Cô ấy không đồng ý. Cô ấy nói muốn một mình yên tĩnh. Anh cũng biết là cô ấy tốt bụng, muốn giúp đỡ anh, muốn anh mau chóng quên đi quá khứ với cô ấy. Nhưng mà anh vẫn không quên được, đúng không? Cố gắng thôi. Nếu như cho dù anh cố gắng thế nào, cũng không thể nào quên được một người, vậy thì đừng quên nữa. Bởi vì sự lãng quên thật sự thì không cần phải nỗ lực đâu. Alo Cảnh Nhã, anh tới rồi. Anh gọi điện làm gì chứ, mau lên đây đi. Vậy bây giờ anh lên nha. Lên đây đi. Cố lên. Anh vào đi. Anh muốn uống gì? Rượu. Bây giờ không thể uống rượu, chỉ được uống nước. Anh vừa nói không phải nước sao? Làm bộ thư thái. Nè, căng thẳng sao? Căng thẳng cái gì chứ?
sao có thể căng thẳng được chứ. Hay là chúng ta đi xem phim một lát? Hay là... Không cần đâu, anh đi tắm cái đã. Khăn tắm màu xanh là khăn sạch đó. Anh biết rồi. Chuyện gì vậy? Không được đâu, trong môi trường này anh không thoải mái. Đi khách sạn đi. Cảnh Nhã. Đại trị. Ồ, Chi Dũng cũng ở đây hả? Trùng hợp quá vậy. Đúng vậy, trùng hợp thiệt đó. Chi Dũng, hai chúng ta đã lâu không gặp rồi. Nè, tôi nói anh biết, gần đây tôi lập một nhóm chơi bài mới rất tuyệt. Cuối tuần tới chỗ của tôi họp mặt. Được rồi. Anh bận thì anh làm việc đi. Ê, hai người không phải ly hôn hòa bình rồi sao? Tình hình này là sao vậy? Nhỏ tiếng một chút đi chứ. À, thuê phòng hả? Dạ chào anh, đây là chứng minh thư và thẻ phòng của anh. Anh cầm đi. Được rồi, cảm ơn. À đúng rồi, dạo này tôi cũng rảnh không việc gì. Tôi với Cảnh Nhã nói chuyện chơi thôi. Hai người nói chuyện chơi hả? Hai người thuê phòng ở khách sạn nói chuyện. Cái này giá hơi cao rồi nghe. Đại trị, quả thật chúng tôi chỉ nói chuyện chơi thôi. Gạt ai chứ. Được rồi, không cần ngại đâu. Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Ngậm cái miệng thúi của anh lại có được không hả? Ê cha, phải công nhận hai vợ chồng này ly hôn rồi á, còn có thể thuê phòng ở khách sạn, đúng là khiến người ta cảm động cảm khái. Hành vi tốt đẹp thời thượng này á, ôn lại tình xưa. Ai mà nói vợ chồng ly hôn rồi chính là quan gia chứ. Hai người á, chính là tấm gương. Lưu đại trị, ngậm cái miệng thúi của anh lại đi, đừng xả nữa. Hôm khác gọi điện hẹn chơi bài. Ăn anh sạch túi luôn. Còn căng thẳng sao? Còn ngượng ngùng sao? Tắm rửa xong rồi, quả thật không còn căng thẳng nữa, cũng không còn ngượng ngùng nữa. Nhưng mà vừa đổi chỗ mới để gặp người quen rồi, hứng thú cũng không còn. Em hiểu, em biết. Hay là gọi chút gì đó, uống chút rượu cũng được, tùy em thôi. Chúng ta khách sáo như vậy chỉ là thiếu câu xin chào, cảm ơn thôi. Đúng, đúng vậy. Anh tìm gì vậy? Remote điều khiển TV đâu rồi? Nè, hay là hôm nay không làm phiền anh nữa. Chỉ nhiên nghe ý của anh. Anh quyết định đi, đây không tính là tổn thương em. Vậy anh vẫn là rời khỏi hiện trường vậy? Cuối cùng em cũng thở ra nhẹ nhõm rồi. Em yên tâm đi, anh bảo đảm với em, đợi lần sau em tới kỳ rụng trứng, chúng ta lại cố gắng. Trong khoảng thời gian này, anh cố gắng dẹp bỏ chướng ngại tâm lý của mình, lành mạnh, tích cực hoàn thành nguyện vọng tốt đẹp của vợ cũ anh. Được rồi, làm khó anh rồi. Mau rút đi. Được rồi. Anh Lam, anh Hoàng, anh Bạch. Chào cậu. Cảm thấy tập luyện ở phòng tập chúng tôi như thế nào ạ? Ừ. Cũng không tệ.
Chỉ là còn phải tăng cường luyện tập sức mạnh bên trong. Đúng là phải chuyên tâm luyện tập sức mạnh bên trong. Ê, phải rồi, phí tập luyện của quý sau phải đóng rồi đó. Được, gia hạn. Ờ đúng, à phải rồi, phí gia hạn bao nhiêu vậy? Các anh đều là hội viên cũ, chúng tôi vẫn tính là một quý đóng 2.800, được không? Được chứ, được chứ. Nè, anh Bạch, anh Bạch à. Hả? Đi thôi, đi gia hạn. Ờ, bên cậu buộc phải đóng theo từng quý, từ quý một sao? Tôi đóng trước một tháng có được không? Ờ, được thôi. Được rồi, các anh đi trước đi, tôi tập thêm một lát nữa. Đi. Nói như vậy, mẹ chồng cũ của cô kể ra vẫn rất thương cô. Thật ra thì bà ấy là kiểu người khổ xà tâm Phật. Cũng tốt mà, bí mật ly hôn này của hai người cũng chỉ là có thêm một người biết thôi. Bà ấy đồng ý giúp che đậy, chủ yếu vẫn là vì con trai của bà ấy, vì cháu nội của bà ấy. Dĩ nhiên bà ấy không mong chuyện ly hôn này gây sóng gió to lớn gì. Đúng là xã hội tiến bộ rồi, ly hôn chỉ cần hai vợ chồng cùng hoàn thành là được, không như trước đây cần cơ quan hai bên phê duyệt mới được phép. Phòng công tác xã hội quà giải còn phải chứng minh đủ thứ chuyện nữa. Bây giờ trường hợp ly hôn chỉ có hai vợ chồng biết chắc là cũng rất nhiều. Ly hôn bí mật còn có một khả năng bí mật nữa. Tôi biết là cô muốn nói gì. Tái hôn bí mật, dù gì cũng không mấy người biết chuyện, thuận tiện. Cô đừng có nhìn tôi, không thể nào đâu. Anh Bạch à. Hử? Anh nói thật đi, có phải là anh hết tiền rồi hay không? Còn chứ, tại hôm nay không đem, cũng không đem thẻ nữa. Đừng làm bộ, lúc ở phòng tập chúng tôi đã nhận ra rồi. Nói đi, có phải hết tiền rồi không? Tôi nói là trường hợp cả tiền trong thẻ cũng không còn nữa. Hả? Hai anh nói đi, không hiểu tại sao bây giờ tiền bạc lại xài mau hết như vậy chứ. Tôi đây tốt xấu gì cũng từng là giai cấp trung lưu, bây giờ không hiểu tại sao lại âm thầm lặng lẽ không nói tiếng nào trở thành giai cấp vô sản vậy. Anh bạn nè, không phải là tiền xài mau hết, là anh quá giỏi tiêu xài, hiểu không? Anh vốn dĩ là gần ở giai cấp trung lưu, giờ thì sao, cứ muốn ăn chơi xả láng, sống cuộc sống của giai cấp tư sản, anh nói không thành giai cấp vô sản được hay sao? Còn nữa, Cảnh Nhã kêu anh tìm việc làm lại không tìm, cứ muốn miệng ăn núi lở, giờ sao đây? Sạch túi rồi, liền ngơ ngác đúng hay không? Không gấp, không gấp, không gấp đâu. Chơi trước, vui trước. Trong thẻ tôi đây vẫn còn chút đỉnh, vẫn còn đủ tiền ăn xài mà. Được rồi, tôi cho anh mượn 3.000, anh xài tạm đi. Tôi cũng gom 2.000, vừa đủ 5.000. Phải kêu anh ấy viết giấy nợ, mất công sau này anh ấy quỵt nợ thì sao? Đúng, ai quỵt nợ ai đây chứ. Tôi không mượn tiền hai anh, tôi mượn tiền hai anh để làm gì chứ? Không tiền, không tiền không xài nữa vậy là được rồi. Không phải tôi nói rồi sao, tôi đây vẫn còn tiền cơm nước mà. Cho hỏi, mì ăn liền này của ai đây? Của tôi, của tôi, là của tôi đó. Anh Bạch à, anh mua nhiều mì ăn liền vậy làm gì? Tôi giảm cân đó. Cô xem cái bụng của tôi nè, còn mông nữa, nè, còn có eo nữa. Đúng là tôi có hơi dư thừa mỡ rồi, tôi phải nhờ số mì ăn liền này để giảm số mỡ thừa này đi đó. Được lắm anh Bạch, chú ý hình tượng của mình đó nha. Tất nhiên rồi, tôi đây phải giữ gìn thân hình hoàn hảo này, hấp dẫn. Thanh niên độc thân mà, lỡ như ngày nào đó gặp được một cô ở độ tuổi của cô đây khiến tôi vừa ý thì sao? Tôi phải có một chút vốn liếng chứ. Hai anh có biểu cảm gì vậy?
Giảm cân mà, giảm cân cả cái này cũng không được ăn đâu. À đúng. Tiệc ở cơ quan, đóng gói đem về đó. Mọi người ở đó chỉ lo uống rượu nói chuyện, cơ bản không động vào. Còn sạch sẽ lắm, ăn đi. Toàn là mấy món gì vậy? Có lẽ là món thịt đùi heo hay cái gì đó thôi. Hai anh không ăn cùng một chút sao? Tôi vừa ăn xong, còn no lắm. Ăn nữa hay sao chứ? Đừng khách sáo làm gì nữa. Anh đừng quên là tôi làm công việc gì nha. Anh xem kìa, coi anh ta kìa. Ăn rồi kìa, còn mặt đầy hạnh phúc nữa. Mình phải tranh thủ quay lại cái tướng ăn này của ảnh mới được đó. Anh ấy ăn cái món gì vậy hả? Đùi dê sao? Thịt đùi heo đó, đùi heo kho. Anh Bạch đúng là đói quá rồi. Nhìn coi cái tướng ăn nè. Trời, còn nước cục nữa. Ê, nhìn đi, chị nhìn đi, ở trên má nè, còn dính miếng thịt kìa. Chuyện này hả? Phải nói là bởi vì anh Bạch ăn chay thời gian quá lâu rồi, ăn tới chán, ăn tới ngán mới ăn thành như vậy đó chứ. Một cái đùi heo này chỉ còn lại xương không, ăn hết sạch sẽ. Bạch Chí Dũng này không có tiền thật sao? Có thật mỗi ngày đều ăn mì ăn liền không? Chắc là vậy rồi. Đoạn video này chính là chứng minh tốt nhất rồi. Trời ơi, vậy tội nghiệp quá đi. Thì có người sống qua ngày nhờ mì ăn liền sao? Đấy, nói không chừng người ta giảm cân đó. Thỉnh thoảng ăn bữa đùi heo, thả lỏng chút cũng có khả năng này mà. Hết tiền thật rồi. Ở phòng tập, thẻ tháng 900 tệ cũng không trả nổi. Ăn lề đường 82. Anh Bạch tính tiền giùm. Tôi hỏi hai anh nha, đoạn video này hai anh định đưa Bạch Chí Dũng xem không? Cho anh ấy xem. Còn nói cứng miệng nữa. Cho anh ấy mượn tiền, anh ấy còn không lấy. Nè, đợi đã. Tiểu Mỹ, ý cô là sao? Cô cảm thấy không nên đưa video này cho anh ấy xem hả? Dĩ nhiên. Nếu anh ấy đã không thừa nhận bản thân không có tiền, cứng miệng còn không cần hai anh cho anh ấy mượn tiền là gì vậy? Là lòng tự trọng. Hai anh đưa anh ấy xem video, anh ấy sẽ nghĩ sao đây? Hả? Dĩ nhiên, chắc chắn là hai anh chỉ đang đùa thôi. Nhưng mà trong lòng Bạch Chí Dũng chắc chắn sẽ rất buồn. Đúng đó. Lúc nãy tôi xem đoạn video này, trong lòng cũng rất buồn rồi, thấy chạnh lòng. Chúng tôi cảm thấy... Thôi được, xóa đi vậy. Được, xóa. Ê, em mua cái nào đi? Cái đỏ đi, rạng rỡ đó. Trai thẳng. Em mới mua chiếc túi này, có đẹp không? Cũng thú vị đó. Em đã đặt cho nó cái tên là Lam Thiên Ngư. Hay quá luôn. Vậy anh bày tỏ chút đi. Cảm ơn. Em đang kêu anh nắm tay. Nắm tay hả? Ờ, không được, đông quá à. Không thể nào. Không đông người, em cũng không cần anh nắm đâu. Nắm đi. Dịu dàng, nắm dịu dàng chút. Còn nắm tay dịu dàng nữa, ngượng ngùng nắm tay còn nghe được đó. Em đây là rèn luyện lá gan của anh, bồi dưỡng sự tự tin của anh. Ý thầy Lam à, anh nói nếu bây giờ gặp một người quen, anh nên giới thiệu họ về em như thế nào đây? Anh sẽ lớn tiếng hùng hồn với anh ta, đây là bạn gái của anh đó. Hơn nữa anh còn hỏi anh ta, thấy sao hả, có đẹp không, gợi cảm không? Ý, trùng hợp vậy, anh cũng ở đây à? Nhát gan vừa thôi, sợ xanh mặt luôn. Hiểu Âu à, em làm vậy thật sự không tốt thật đó. Anh từng tuổi này rồi, em hù vậy anh đau tim chết đi được. Cửa không khóa, vào đi. Ôi trời,
sao cô lại tới nhà tôi vậy? Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc. Giúp cô hả? Lần trước chúng tôi mua hàng đã mua hơi nhiều, cộng thêm việc gần đây chúng tôi khách tới gọi món ăn hơi ít, mấy thứ này đều có hàng sử dụng ăn không hết, nên dứt khoát để ở chỗ của anh luôn. Dù gì anh Lam và anh Hoàng chẳng phải họ cũng thường ăn nhờ ở đậu nhà anh hay sao? Xem như là mấy anh giúp đỡ tôi đi, chịu khó làm thùng rác, xử lý hết mớ này giùm tôi. Đã. Ăn không hết thì đem về nhà cô là được rồi. Cô với Hiểu Âu từ từ ăn. Chị em chúng tôi ăn được bao nhiêu chứ? Tôi sợ mập, còn Hiểu Âu cơ bản là ăn như mèo vậy. Đầy như vậy hả? Lát nữa anh tự bỏ đi, tôi đi trước đi. Tiểu Mỹ à, cô nói thật với tôi đi, có phải là Lam Thiên Ngu và Hoàng Cửu Hằng, hai anh bạn đó đã nói gì với cô rồi không? Nói chuyện gì chứ? Tôi hỏi cô, có phải là họ đã nói gì với cô không? Nếu như anh đã hỏi vậy, chứng tỏ là anh biết họ đã nói gì với tôi rồi ha. Có phải họ nói với cô tôi hết tiền rồi không? Ngày ngày phải ăn mì gói. Sau đó cô thấy tội nghiệp tôi, hành động nghĩa hiệp rút dao tương trợ, nghĩ ra được lý do này đem đồ ăn tới cho tôi. Anh hãy mau nói thật đi, anh còn tiền hay không hả? Tôi nói chính là tiền ăn uống đó. Tiền chắc chắn là có. Tiền cho ăn uống chắc chắn là vẫn còn. Còn thật hay còn giả? Chúng ta đổi đề tài khác có được không vậy? Mất công tôi lại ngượng đó. Chuyện là tối hôm trước tôi với Cảnh Nhã, hai chúng tôi đã nỗ lực rồi. Thuận lợi không? Rất tốt đẹp chứ. Chướng ngại tâm lý rất nghiêm trọng, vô cùng thảm hại, ôm đầu bỏ trốn đó. Kế hoạch thất bại. Thất bại viên mãn. Tôi hiểu được trạng thái hoang mang bỏ trốn của anh, đồng thời tôi cũng rất ngưỡng mộ hành vi lãng mạn của anh và Cảnh Nhã đó. Cô tưởng là đây là lãng mạn sao? Không lãng mạn sao? Không làm phiền anh tận hưởng bữa tối nữa. Chuyện là như vậy Lương Tử à? Ờ. Chẳng phải anh từng mượn tôi một số tiền sao? Anh xem có thể nào trả liền cho tôi được không? Tôi nhớ chứ, nhớ chứ. Tôi còn nhớ rất rõ ràng, đều có ghi trong sổ tay của tôi mà. Nhưng bây giờ quả thật tôi không có cách nào trả cho anh nhiều tiền như vậy. Quả thật tôi vẫn chưa vượt qua được khó khăn kinh tế. Chỗ tôi... Thôi được rồi, anh xem có thể như vậy không? Ờ. Bây giờ anh có được bao nhiêu trả bấy nhiêu, có được không hả? À, được, được. Nè. Cảm ơn anh, vô cùng cảm ơn đó. Ê, trời ơi, anh Bạch à, con khách sáo kìa. Không đúng rồi, vừa giờ đâu chứ. Cảm giác cứ như tôi mượn tiền của anh vậy đó. Trời ơi, đâu có. Đã đâu. Thêm một ít đi. Tôi hết thiệt rồi, không tin anh kiểm tra luôn thẻ của tôi đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Tôi nói anh biết nha, mau trả hết số tiền còn lại cho tôi đi. Bây giờ tôi đây nghèo tới không còn tiền ăn nữa rồi. Được rồi. Xem như tôi nhìn thấy rồi, cả một tủ lạnh chất đầy mì gói, còn xếp được ngăn nắp gọn gàng. Anh nói xem Bạch Chí Dũng sao lại để cuộc sống của mình biến thành như vậy. Cho dù là ăn mì gói cũng không tới nỗi mua nhiều vậy chứ. Đúng là quá thê thảm rồi. Tại sao đột nhiên tôi lại nhớ tới thuốc chống ẩm mốc gì? Còn có thể làm gì được nữa? Anh cho mượn tiền, anh ấy cũng chưa chắc nhận. Nhưng mà cứ ăn mì gói như vậy, lỡ ăn nhiều quá sinh bệnh thì phải làm sao đây hả? Tiền đi khám bệnh cũng phải chúng ta móc ra, cũng phải mượn tiền chúng ta thôi. Tất cả mọi người đều biết rất rõ,
Bạch Chí Dũng rất sĩ diện, không chịu thua. Chắc chắn là anh ấy sẽ không xòe tay mượn tiền bạn bè đâu. Chỉ bằng anh ấy chết thì hơn. Cô nói có phải là hôm đó tôi với anh Lam cho anh ấy mượn tiền, kêu anh ấy viết giấy nợ, tổn thương lòng tự trọng cho nên chặt đứt suy nghĩ mượn tiền của anh ấy rồi? Tôi thấy đầu óc của anh bị uống nước rồi. Anh vừa kêu người ta viết giấy nợ, vừa cười nhạo đả kích, còn quay lén người ta ăn giò heo nữa. Anh thật lòng muốn giúp cho anh ấy hay là dậu đổ bìm leo xem trò vui hả? Lúc đó chẳng phải tôi không nghĩ nhiều như vậy hay sao? Thiệt tình. Hỡi trời ơi, đừng phê bình chúng tôi nữa. Nghĩ xem làm sao đi. Làm sao giúp đây nè. Dù sao chúng ta cũng không thể để cho anh ấy đối chết được. Người khác giúp không bằng tự giúp mình. Người ta giúp thế nào cũng chỉ là hành vi ngắn hạn, không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Muốn giải quyết rất đơn giản. Mau kêu anh ấy đi tìm việc làm, đừng lông bông lơ lỏng nữa. Sở dĩ Bạch Chí Dũng xin nghỉ việc chính vì anh ấy chịu không nổi công việc có quá nhiều áp lực và bức bối mà thôi. Đau khổ, ấm ức, còn cứng miệng không nhận, đòi theo đuổi tự do tự tại, nên mới nói trong thời gian ngắn muốn kêu anh ấy đi tìm việc làm, đây là chuyện không thể rồi. Chưa kể là công việc không phải nói muốn tìm là tìm được đâu. Lần trước tên nhà giàu đó về do anh ấy tới nỗi ra tay đánh người khác, chắc chắn vết thương trong lòng anh ấy chưa hoàn toàn bình phục. Muốn anh ấy đi tìm việc làm ảo. Chào mọi người, ăn cơm chưa? Ăn rồi, ăn rồi. Ăn cơm chưa? Đây là chuyện tốt mà, tại sao phải giấu chúng tôi vậy? Chính bởi vì tôi không phán đoán ra được đây có phải là chuyện tốt hay không. Vẫn chưa tìm ra kết quả nên mới không nói với mọi người. Đây dĩ nhiên là một chuyện tốt rồi. Tôi nhiệt liệt ủng hộ hành động của Cảnh Nhã. Tôi cũng ủng hộ, cùng một trận tuyến. Chuyện này quá khích rồi còn gì. Nhưng tôi vẫn thấy băn khoăn đó. Chuyện này thật ra là sao? Cho dù là một nguyện vọng tốt đẹp, nhưng tôi đang làm cái gì chứ? Giúp đỡ sao? Chẳng phải anh ngày ngày xúi giục chúng tôi phải sống sao cho thời thượng, cho thoải mái sao? Lâm trận rút lui, trục trè e ngại rồi. Chuyện này với thời thượng và thoải mái liên quan gì chứ? Tôi chỉ sợ vẫn chưa hoàn toàn trở lành vết thương cũ, lại bị lưỡi dao sắc bén của Cảnh Nhã rạch ra nữa rồi. Tôi dám khẳng định, nếu như Cảnh Nhã mang thai thành công, chắc chắn chị ấy sẽ đề nghị tái hôn với anh. Nếu phán đoán sai, tôi cắt đầu cho anh. Tôi không muốn tái hôn với Cảnh Nhã. Là cô ấy khăng khăng gian này muốn có đứa con này, mới bất đắc dĩ bàn bạc vấn đề này thôi. Tôi hiểu nỗi khổ của anh. Mong muốn của anh là quên đi người vợ cũ, còn chưa kịp lãng quên, Cảnh Nhã lại tới tìm anh, khiến anh càng thêm băn khoăn. Như vậy anh mãi mãi không quên được cô ấy. Ê, tôi đổi câu hỏi khác. Anh thực sự không muốn làm cha hay sao? Thực sự không thích có con à? Không phải là không muốn làm, cũng không phải là không thích. Là do tôi hiểu rõ bản thân tôi là hạng người gì. Tôi sợ mình không gánh nổi trọng trách này, có lỗi với Cảnh Nhã, có lỗi với con cái. Nếu như tôi có đủ nguồn năng lượng làm cha như hai anh đây, dĩ nhiên tôi mong có rồi. Soái ca, có thể chụp tấm hình với anh được không? Dĩ nhiên là được. Cảm ơn. Cảm ơn anh nha, được rồi. Cảm ơn, tạm biệt anh. Cho, ăn cơm chưa? Chúng tôi ăn rồi. Anh có biết ăn cơm chưa nghĩa là gì hay không vậy? Ăn cơm chưa không phải có nghĩa là xin chào sao? Chúng tôi đã ăn rồi. Anh à, ở khu vực này không được phép dựng lều bạc. Anh mau chóng tháo dỡ đồ của anh ra khỏi khu vực này nhanh đi. Mấy anh cảnh sát đừng nóng nha hả? Anh ấy là chuyên gia nước ngoài của công ty chúng tôi mời tới, có lẽ anh ấy không hiểu lắm quy định ở chỗ chúng ta. Cảnh Nhã, pháp luật của nước cô không được phép dựng lều trại ở trên bãi cỏ công cộng sao?
Anh cứ chuyển đồ ra ngoài trước đi, lát nữa tôi giải thích với anh sau. Anh Hoàng à, anh có phát hiện là sau khi Tiểu Mỹ biết chuyện anh Bạch không có tiền, gương mặt biểu cảm đó cứ như sắp phát khóc rồi. Tiểu Mỹ, khai thiệt đi hả? Cô với Bạch Chí Dũng liếc mắt đưa tình cũng đã rất lâu rồi. Khi biết vở kịch cầu con của anh ấy và Cảnh Nhã, có phải cô đã rất bức bối hay không? Liếc mắt đưa tình cái gì chứ? Nói cứ như là có gian tình vậy. Anh xem. Anh im đi. Tôi có ý tưởng này, mọi người bàn bạc xem sao. Được. Nào, rửa tay lắng nghe. Quán bar này của tôi lâu nay không có giám đốc, là bởi vì giám đốc quán bar giỏi một chút, tiền lương đều quá cao. Tôi với Âu Hiểu Âu đành phải gánh vác tạm, nên việc làm ăn ở đây cứ dở dở ương ương. Không biết là có thể nhân lúc này để Bạch Chí Dũng tạm thời quản lý quán bar có được không? Tôi hiểu rồi. Công việc ở quán bar không có kỷ luật và gò bó của cấp trên, cũng khá là tự do. Có thể để Bạch Chí Dũng về tâm lý, về thể diện đều chấp nhận được. Điều quan trọng nhất là có thể danh chính ngôn thuận kiếm tiền sinh hoạt phí.